Xuống thăm lồng chim nhà anh Công Lê. Vẫn như ngày nào, chim nó vẫn sợ hãi bay loạn xạ, không có dấu hiệu là thân thiện với con người. Hay là tại vì mình không ấy, xem nào. Đấy, cảm thấy không? À. Đấy. Đấy không? Cảm thấy không? Bay loạn xạ ngầu luôn. Và đặc biệt là nó ỉa kinh khủng lắm. Mấy con này nó ỉa thôi chứ chịu không nổi nha các bạn. Hót thì chưa thấy hót gì hết. Nhưng mà thấy là nó loạn xạ ngầu thế này đấy. Thấy không? Làm một cái lồng này nó to quá. Dẫn đến là việc các bạn bắt chim ra vệ sinh hay là gì rất là khó. Mà đặc biệt là chim bội nữa, bắt ra là cực kỳ khó luôn. Nó ỉa với dọn thì cũng mệt luôn mà.